Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh của xã Sệ. Anh em ơi, hôm nay thì nó là cũng muộn muộn rồi, 9 giờ tối rồi anh em ạ. Vừa ăn cơm xong, bây giờ thì chuyển sang món gọi là cóc chấm chẩm chéo. Úi giời, cái kiểu như là nước chấm của bên Thái Lan ấy cả nhà. Đấy, rất là ngon. Mình một quả nhãn này mình đã thèm. Ôi dồi ôi, thằng con hôm nay lại còn dám nói mình đã thèm rồi. Đây, hôm nay thì hai bố con nhà Sệ có món thạch dưa hấu này. Ôi giời, nguyên chất luôn nha, dưa hấu nha cả nhà nhé. Ngon luôn. Đây là cóc miền Nam chứ không phải là cóc Bắc. Cóc Bắc thì cóc cũng rất là nhỏ, ăn Sệ cũng không thích. Đây, một ít cóc đây gầm xoài. Và cóc này xoài là cóc ngon chưa các bạn? Ăn kiểu chấm chẩm chéo kiểu Thái Lan, không cần gọt vỏ luôn nha cả nhà nha. Có khả năng để vỏ ngon hơn cả nhà, nó rất là thơm. Quá là ngon luôn. Sợ quá. Cay. Nay sẽ mua 2 cân. 2 cân này có 20.000 thôi cả nhà, rất là rẻ. Cóc rẻ dã man. Mùa này cóc vẫn xanh xanh ấy. Ít nữa thì cóc nó chín nó vàng vàng rồi, ăn nó giòn nó ngọt ngọt kìa. Sẽ ăn cóc vào ngày mai chắc là ăn cơm nữa, sẽ rất là ghê răng. Người bên ngoài mà cứ nhìn thấy Sệ ăn thế này chắc chắn là rất là ghê sợ. Ghê sợ là kiểu như là mình mà ăn ấy. Giờ mình sẽ ăn. Mình ăn là rất là chua. Giờ mình sẽ ăn chua. Cái gì đây nhỉ? Con quên. Sữa chua con. Sữa chua. Các bạn ạ. Ok. Con ăn đi. Các bạn ạ. Để ở đâu nhỉ? Này, bố để cho. Này các bạn ạ. Bố ơi bố. Bố ơi bố. Em sâu bằng tuổi nha. Ai con? Em sâu khác nha. Em sâu bằng tuổi à? Em sâu bằng tuổi không? Em sâu 5 tuổi nha. Thế con? Con 5 tuổi bằng bạn sâu không? Em à. Bạn hả? Em thôi. Con bằng tuổi nhau mà. Con không thích gọi bằng bạn, con thích gọi bằng em. Nha. Đây là cóc rằn của nhà. Ngon không con? Khá là ngon. Như này thì sẽ ăn cóc là đủ rồi. Cái món này chắc là chỉ bày ra cho đẹp thôi chứ ăn làm sao được. Hả con? Ăn được. Ăn làm sao được, nhiều như này làm sao bố ăn được. Bố thích ăn vị nào bố ăn một cái không? Đấy, bây giờ bố ăn đang ăn cóc như này chua này, mà sau ăn cái kia ngọt thì làm sao bố chịu được. Thì lúc nào bố ăn hết thì bố thích ăn chọn cái nào. Bố chọn đi. Bố chọn thích chọn cái gì ra này.
cái thạch thạch dưa này. Bố nhìn thấy cái thạch dưa này rất giống quả dưa. Bố thích ăn quả này đúng không? Ừ, bố sẽ ăn quả này. Ok. Bố cứ ăn xong rồi này quả đấy đi. À, chê, cho có một quả. Cay quá. Gần hết nước chấm rồi cả nhà. Bố ăn thử. Bố bây giờ bố đang ăn sữa chua. Bố đang ăn đồ chua, bố ăn sữa chua làm sao bố ăn được? Con thử ăn một miếng chua này xong con ăn sữa chua xem. Không, mặn ăn chua. Mình sẽ ăn hết, hôm nay ăn hết 5 quả cóc vậy. Cả nhà nhìn chưa? Sẽ ăn hết 5 quả cóc mất. Bao nhiêu quả cóc vậy bố? 5 quả cả nhà. Hai quậy ăn được 5 quả cóc. Sao này gọi bố ăn quậy? Sao lại gọi bằng quậy? À, đang chưa các bác. Vâng. Buồn cười. Thách quậy em được. Bố mà là quậy thì mẹ là hàng ngang nhá. Ok. Bố ăn được nè. Nè con gọi bố bằng quậy luôn. Ừ. Để răng lắm rồi con ạ. Bố cố lên. Bố gà thế. Ăn quậy còn ăn được hết cơ mà. Bố gà đâu, bố đuổi. Bố là tuổi trâu mà, bố gà. Bố thách bố ăn được hết mấy cái này. Không phải thách bố mà. Con đố con trâu mà ăn được hết chỗ này. Tốt, con trâu ăn tốt. Thế á? Con trâu ăn như này. Không sao. Không sao, nhưng mà vẫn được. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Ăn tiếp. Mình vẫn ăn tiếp mà. Không sao cả. Nhìn chiếc và bố. Đây là còn mấy miếng cuối của sẽ. Là sẽ ăn hết 5 quả cóc các bạn. Ghê răng rồi các bạn. Quá ghê răng. Cho là hết 5 quả cả nhà. Chứ không thì để phí quá. Thank you, Vila Miu. Thank you, Mommy. Chứ đấy nhờ. Thôi con không sao đâu. Để thế nào cũng được. Ok. Bố vẫn nói chuyện, mọi người vẫn nghe thấy bình thường. Wow. Vậy sẽ ăn hết được 5 quả cóc cả nhà. Năm quả. Ăn bây giờ cay nó nóng, rực hết cả người.
5 quả cốc. Đây. 5 quả cốc như thế này cả nhà này. Ôi trời ơi, thế mà sẽ ăn được hết. Ghê quá. Chảy nước mắt. Ok, vậy là sẽ đã nếp 5 quả cóc. Đây. Thì nát chưa? 5 quả cóc bây giờ thì còn 2, 4, 6, 8 quả nữa. Ngon thật. Mấy cái đồ này no quá rồi không làm gì được. Mà bây giờ ăn vào thì cũng ghê hết cả răng cả nhà. Ok.